Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 21 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Chủ đề của phần 21 này là 2021年 北京省区的公共单车将会空出在80 2021年 là năm 2021. là ở khu vực thành phố Bắc Kinh. Cung sàng tan sơ là những xe đạp dùng chung hoặc là xe đạp công cộng. Tan sơ là xe đạp. Cung sàng là dùng chung. Cung sàng tan sơ là những cái xe đạp dùng chung thì mình có thể dịch là xe đạp công cộng. Như vậy nguyên cái cụm này sẽ là năm 2021. Xe đạp dùng chung hoặc là số lượng xe đạp dùng chung ở khu vực thành phố Bắc Kinh. Giang Huy là sẽ, khung trư trai là khống chế ở thì mình dịch là sẽ hạn chế ở ba sự quan len là 80 vạn chiếc có nghĩa là trăm ngàn chiếc 800 ngàn chiếc thì đó là cái chủ đề của phần 21 này sau đây là nội dung chi tiết đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình giải thích cái bản từ và các cái cụm từ có liên quan từ thứ nhất chúng ta có treo thông quầy. Bây giờ treo thông là giao thông và từ quầy có nghĩa là quầy duyển quầy nó viết tắt á. Quầy duyển quầy có nghĩa là ủy ban. Như vậy là treo thông quầy là ủy ban giao thông. Từ thứ hai là trang huê. Chăng là sẻ và huê cũng là sẻ luôn. Thì ghép hai cái từ này vào cũng có nghĩa là sẻ. Cái hiện tượng mà hai từ đồng nghĩa À, đi liền với nhau, dùng chung với nhau Thì trong tiếng Việt mình cũng có Ví dụ như là nhỏ bé Nhỏ là bé đấy Rồi to lớn thì to là lớn Rồi trang huy là sẽ Khung trư âm à tiếng Việt là tự khống chế Nhưng mình có thể trong phạm vi của bài Thì mình dịch là hạn chế thôi Hạn chế Cung sèn tan sơ là những chiếc xe đạp Dùng chung Tan sơ là xe đạp bằng với chữ xịn sơ đó Rồi cung sèn là cộng hưởng Có nghĩa là cùng nhau hưởng là Dùng chung Mày thoản cuốn xưa là công ty Mỹ đoàn cái thoản là chữ đoàn Lưu dỗ thoản là đoàn du lịch Cũng có người nói là lưu diễn thoản Rồi mày thoản cuốn sứ công ty Mỹ đoàn Xin trẻ tan sớ Công ty thanh cát Cái từ từ trẻ này nó còn một cách đọc khác là chỉ 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 là trái quýt á Rồi xin trẻ tan sớ là công ty thanh cát Tiếp nữa mình có là ha lộ tan sơ. Ha là hello. Ha là hello. Rồi tan sơ là xe đạp. Như vậy là xe đạp hiệu hello. Ha lộ tan sơ. Chút xíu nữa mình sẽ cho mọi người xem cái xe đạp hello nó như thế nào ha. Cái tiếp nữa từ thứ 8 mình có từ sĩ xiển. Một cái chữ xiển là chữ hành không có nghĩa là đi. Còn mình đi bằng cái cách nào. Ví dụ như con rắn hay là con mấy cái con gì mà nó bò đi. Thì gọi là phả xiển rồi còn bây giờ mình đi mà bằng hình thức là mình cưỡi thì gọi là chỉ xiển chỉ là cưỡi à, chỉ xiển thì tiếng việt mình có thể dịch thoáng là đi hay chạy hay dùng thì tùy chỗ mình dịch thôi từ thứ chín là tả là đạt tả to là đạt đến cái con số nào đó một từ tả không là đạt ai tên đạt cũng dùng từ này từ thứ mười là sinh lì là thanh lý có nghĩa là giải quyết cho nó sạch sẽ chữ thanh đây tức là sạch sẽ chữ lì đó là chữ lý là giải quyết sinh lì là thanh lý từ thứ 11 là quỷ quý, quỷ là quỷ phạm là vi phạm, còn quý đây là quy tiên, là quy định. Vi phạm các quy định hay là vi phạm, à, vi phạm các quy tắc. Quỷ quý, rồi kế tiếp. Chéo chi là cái vùng ngoại ô, cái vùng mà, vùng ven của nội thành nó thì nó gọi là chéo chi, dịch là ngoại ô cũng được. Sau đây mọi người nghe mình đọc cái bản từ một lần ha. Giao thôn quỷ, 将会控制共享单车、美团公司、清洁单车、哈罗单车骑行达清理违规郊区。你 những cái từ mà mình nghĩ là nó có thể là mới so với các bạn Và sau đây thì xin mời mọi người hãy xem vào nội dung chi tiết của bài nhé Chin <laughs> rưa là những ngày gần đây thì mình có thể dịch là gần đây bằng với từ chơi chin thôi Tây chiến sơ, giao thông huệ Tây chiến sơ, giao thông huệ tức là Ủy ban giao thông của thành phố Bắc Kinh Bèo sứ là biểu thị thì mình dịch là cho biết Hoặc là thông báo cũng được Rồi như vậy là gần đây Ủy ban giao thông của thành phố Bắc Kinh đã thông báo Hoặc là đã cho biết Giang huy khung trưa hở quản lý họ Giang huy khung trư hở quản lý họ Giang huy, huy là sẽ Khung trư hở quản lý họ Tức là hạn chế và quản lý tốt Quản lý đó là quản lý quản lý tốt cái gì nè bảy chín tờ cũng sàn tan sơ bảy chín tờ cũng sàn tan sơ như vậy là hạn chế và quản lý tốt những chiếc xe đạp công cộng tại bắc kinh ừ. Tại 2021年, vào năm 2021, bả Bắc Kinh thành khu tờ công xưởng tan sơ khung trư tại, tại. 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 Sự Zai er liền er di nền vào năm 2021. Rồi đây là cấu trúc của câu của chữ bà này. Với đằng sau là câu của chữ bà. Tức là mang cái gì đó ra rồi mới tiến hành tác động vào. Như vậy là bà bày chiến suy tờ cung sàng tan sơ. Mang những chiếc xe đạp dùng chung hoặc là xe đạp công cộng tại khu vực thành phố Bắc Kinh khung trư trai ba sự quan len hạn chế ở cái mức 800.000 chiếc 80 vạn tức là 800.000 chiếc như vậy ngay cái cụm này nguyên cái slide này thì mình có thể dịch là vào năm 2021 sẽ giới hạn ở mức 800.000 chiếc xe đạp sử dụng chung tại khu vực thành phố Bắc Kinh Trơ ba sử quan liên cung sèn tan Ở trong 80 vạn, tức là trong 80 ngàn, 800 ngàn Chiếc xe đạp sử dụng chung này Dỗ mây thoản cung sơ, sơ sử quan liên Trong 80 vạn, tức là trong 800 ngàn chiếc xe đạp sử dụng chung này Thì có 400 ngàn chiếc xe của công ty Mỹ Đoàn dỗ mày thoản sư sử quan len. rồi ha Lũa tan sơ là à, xe đạp hiệu hello ơ sữa y quan hai mươi vạn chiếc tức là hai trăm mười ngàn chiếc hở chính trẻ tan sơ sữa chiều quan len. và xe đạp hiệu thanh cát là một trăm chín mươi ngàn chiếc như vậy là có ba cái công ty này nó đầu tư vào những cái chiếc xe công cộng đó. Công ty Mỹ Đoàn thì là 400.000 chiếc. Rồi cái xe đạp hiệu Halo thì là 210.000 chiếc. Và xe đạp hiệu Thanh Cát thì là 190.000 chiếc. Mình đọc lại một lần cho mọi người nghe ha. Trời ba sự quan liên, cung sàng tan sơ. Dỗ mề thoảng cung sơ, sư sự quan liên. Ha lộ tan sự y xin trẻ tan sơ sửa chiều và sau đây thì mọi người hãy xem mấy cái xe đạp mà được sử dụng chung à, sử dụng công cộng ở Bắc Kinh này thì nó như thế nào cái xe màu xanh màu xanh màu xanh dương nhạt nhạt ở bên tay trái đó là ha tan sơ đó là những cái chiếc xe đạp sử dụng chung hiệu halo hiệu hello bên tay trái quy một dãy còn cái xe mà màu xanh ngọc phía bên tay phải Xe xanh ngọc một chiếc ở bên tay phải đó là hiệu xin trẻ Sinh tan sữa Thì một số thành phố ở Trung Quốc nó có cái hình thức là nó Nó bỏ tiền, một số các doanh nghiệp nó bỏ tiền đầu tư những cái xe Rồi ví dụ chúng ta có thể đăng ký Rồi trong chúng ta có thể dùng nó đi Lấy từ bãi và mình trả lại cũng trả lại vào bãi Rồi mình lấy mình đi Thì nó sẽ có định vị rồi nó có mức tính chi phí rồi các thứ ở trong đó thì đó nó gọi là cung sèn tan sơ cách đây mấy tháng mình đọc thì mình thấy hà nội cũng có ý định hình như là hà nội hay một tỉnh miền bắc nào đó thì cũng có ý định Làm theo cái hình thức này nhưng mà nghe nói là bị thất bại ở trung quốc thất bại rất thảm hại đó xe chất như núi do mất mát hư hỏng và không có người bảo quản và không biết là thành phố hà nội hoặc là những vùng khác nếu muốn làm thì có cái phương án quản lý như thế nào và kế tiếp nữa nội dung kế tiếp er lĩnh er lĩnh vào năm 2020 chỉ cha cung sàng tan sơ cung xưa có mấy công ty có mấy công ty à, xe đạp công cộng tức là có vài công ty chỉ cha cha đây là bằng với cưa như vậy là có vài công ty xe đạp công cộng Dĩ cung là tổng cộng Trai bày chiến phan lờ Tức là để ở tại Bắc Kinh Ba sử sư tiền sư quan Liên cung sàng tan sơ Để lại ở Bắc Kinh Là 84,4 vạn Tức là 844 ngàn chiếc xe Như vậy là có vài cái công ty Nó để xe đạp lại để đầu tư á để đầu tư ở tại Bắc Kinh là 84,4 vạn, tức là 844 ngàn là chiếc xe đạp sử dụng công cộng này. Mình đọc lại cái slide này nhé. 2020 lĩnh Nian lĩnh chỉ cha cung sản tan sơ cung sư. Ý cung trai bảy lờ, ba sứ sư tiền hoan cung sàng tan sơ. Xuyến nền ý cung dụ, liêu y rỉnh sư tờ chỉ nền cung liêu tiện chiều y, rỉnh sơ tay chỉ xỉn. rồi vậy thì, bây giờ mọi người chú ý cái từ y đó đó, mình bôi cái màu vàng cam, màu vàng màu cam đó đó, thì từ y đó là có nghĩa là trăm triệu, như vậy là, liêu di là, liêu di là sáu trăm triệu, liêu tiễn chiều y tức là sáu trăm chín mươi triệu, rồi. nguyên cái, cái, cái vế đó sẽ là chuyển đẻ dĩ cung dầu cả năm có, 690 triệu lượt người à, cưỡi đi, Chỉ xiển là cưỡi đi. Rảnh xưa là lượt người còn chỉ xiển là à, cưỡi đi. Mày thiên dụ y 9 33 điển triệu quan xuyến, và mỗi ngày thì có 1 889 ngàn lượt cưỡi đi. Trơ bị ơ lĩnh y triệu nén cao lờ bài văn trứ sử sanh thiền xưa điều này cho thấy chỉ trớ thì mình dịch là điều này nhưng mà đây thì mình dịch là điều này cho thấy đã cao hơn 13,4% so với năm 2019. Trở bị 2019 năm cao l 13,4 và tiếp nữa có những cái thông số đây. 2020 năm 9 tháng 25 ngày,这一天 như vậy trơ dị thiên dịch là vào cái ngày vào cái ngày 25 tháng 9 năm 2020. Bảy Chiến sư cung sẻng tan sơ tờ chỉ xỉn liang. Liang là lượng, tức là số lượng chỉ xỉn liang, tức là cái số lượng cưỡi đi. Rồi, vào cái ngày 25 tháng 9 năm 2020, cái lượng cưỡi đi của, hoặc là cái lượng dùng của những chiếc xe đạp công cộng, tại thành phố bắc kinh bảy chiến sư cung sàn thanh sơ đã chỉ xỉn liang tả là đạt đến xưa bài san sư vụ quan liang là đến bốn triệu ba trăm năm mươi ngàn lần như vậy có cái ngày đó là ngày gì thì không biết nhưng mà cái lượng cái lượng người sử dụng rất là rất là cao 这是几年起醒量最高的一次? Như vậy đây là một cái lần có cái lượng người sử dụng cao nhất trong mấy năm nay. 这几年起醒量最高的一次? 在2020年 vào năm 2020, bày chiêng hải trình lì lơ. 14215 lượng vệ quy của công xàng tan xe. Rồi vào năm 2020, Bắc Kinh cũng đã thanh lý cũng đã thanh lý gì nào? 14215 chiếc xe đạp sử dụng chung như thế nào quỹ quý tơ công xàng tan xe đã xử lý 14.215 chiếc xe đạp sử dụng chung vi phạm các quy tắc. Ví dụ như vi phạm các cái quy định về an toàn xe nó cũ quá hay là đặt để không đúng chỗ hay là bị phá hư hỏng hay là bị mất cấp thay thế gì đó. đó. Như vậy mình đọc lại cái slide một lần nữa ha. Trơ xưa, Sơ trơ chỉ nén chỉ xỉn lăng truy cao tại <laughs> sơ 2020 hải lý 1.4215 liên quỷ Thầy Chính Sư Hải Số thành phố Bắc Kinh còn nói thì mình có thể nói là à, chính quyền Bắc Kinh hay là thành phố Bắc Kinh à, thành phố Bắc Kinh còn cho biết Hải Số Giao trai treo trí tua phán y xe cung sản tan thành phố Bắc Kinh còn cho biết chứ giao là muốn, ở đâu mới làm gì dài treo trí là ở khu vực ngoại ô rồi tua phan là để thêm hoặc là đặt thêm y xe cung sàn tan sơ đặt thêm một số cái xe đạp công cộng nữa, xe đạp sử dụng chung nữa. Như vậy nguyên cái vé mình dịch là thành phố Bắc Kinh còn cho biết muốn đặt thêm một số xe đạp sử dụng chung này tại thành phố à, tại các khu vực ngoại ô tan về giao cho họ quản lý cung cho nhưng cũng phải làm tốt về giao cho họ là cũng phải làm tốt quản lý cung số là công tác quản lý thì đó là nội dung của cái phần 21 này sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc lại một lần để xem mọi người đã nắm chắc chưa Chiến <laughs> rư bảy chinh sư giao thông huệ biểu sư Giang huệ khung trư hở quản lý họ bảy chinh tờ cung sàng tan sơ 在二零二一年，把北京城区的共享单车控制在八十万辆。这八十万辆共享单车，由美团公司四十万辆、哈罗单车二十一万辆和清洁单车十九万辆。 二零二零年，几家共享单车公司一共在北京翻了八十四点四万辆共享单车。全年一共有六点九亿人次的骑行，每天有一百八十八点九万次的骑行。 这比二零一九年高了百分之十三点四。二零二零年九月二十五日这一天，北京市共享单车的骑行量达四百三十五万次，是这几年骑行量最高的一次，在二零二零年。 北京還清理了14215輛圍規的共享單車。北京市海說要在郊區多放一些共享單車,但也要做好管理工作。和,到 đây là hết cái nội dung của phần 21 này. Mọi người nên nghe đi nghe lại nhiều lần Tập viết rồi cho thật là nhường nhuyễn Và cuối cùng là làm sao mà Học cho thuộc để kể lại Mọi người kể trong khoảng một phút à, Một phút rưỡi gì đó Thì xem như là thành công Thì khi mình tiếp xúc với người bản xứ Mình mới có thể nói được một cách trôi chảy lưu loát nhé Đoạn này thì nó có nhiều cái số lượng Nên nó cũng hơi khó một chút Mọi người cố gắng lên à, Tin là mọi người sẽ làm được Và đến đây là kết thúc phần 21 này chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả nhưng đây cũng chúc mọi người cùng với gia đình an lành để vượt qua cái mùa dịch bệnh này mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé xin chào